Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu động cơ 48V 500W có hộp số giảm tốc trên đầu động cơ. Động cơ này thì sử dụng cái nhông xích của dòng xe máy, cái dòng nhông 420 của dạng như cúp ngày xưa, có thể thay thành nhông xe Honda cũng được. Nhông đầu này thường là mặc định là 14 đến 16 răng, thì nó cũng theo cái nhà sản xuất thôi, thì mình có thể yêu cầu thay nhông khác, nhưng mà mặc định là sẽ là 14, 18 răng. Cái điện áp đầu vào của động cơ là 48V 500W. Tốc độ vòng quay của đầu ra là 480 vòng trên phút. Và dòng điện định mức là 13,5A. Model của động cơ này là BM1418XF. Động cơ này thì với cái sức tải của động cơ này thì nó rơi vào độ khoảng 200 đến 500 kg. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng là 200 và 500 kg, mà nó đi theo cái tỷ lệ nhông truyền ở đầu ngoài này. Ví dụ như mình giảm tốc nhiều thì nó sẽ được nhiều, còn nếu như anh em làm xe tốc độ cao thì nó sẽ không được như vậy. Sẽ tính toán, cái này là tính toán theo cái người thiết kế. Các cái kích thước cơ sở của cái động cơ, kích thước chân đế chiều rộng là 18 cm, chiều cao động cơ là 13 cm, chiều dài tính từ đầu trục cho đến phần thân đằng sau là 22 cm. Đấy. Phần thân chính của động cơ nó dài là 10 cm. 10 cm các bạn nhé, chính xác là 9 cm là phần thân chính của động cơ, chưa tính hộp số giảm tốc. Với những cái động cơ 750W thì nó sẽ kích thước nó sẽ khác hẳn, cho nên là khi mình mua động cơ thì mình ngoài xem cái tem nó công suất bao nhiêu thì mình còn phải xem cái kích thước nó có tiêu chuẩn hay không, bởi vì có những nơi người ta dán những cái con động cơ này lên 800W thì bán như thế sẽ có lợi, rất là lời, kiếm lời, nhưng công suất thì nó ảo. Con động cơ này nó nặng 5 kg nhé mọi người. Đấy là toàn bộ chi tiết của cái động cơ không chổi than 48V 500W có giảm tốc. Nếu mà thấy hay, các bạn hãy nhấn nút đăng ký, nút like và nhấn cái biểu tượng chuông để nhận được những cái video mới ra của kênh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Cái motor này thì hiện bên mình đang bán với cái giá là 1.400.000 đồng. Tất nhiên thì chọn bộ com lê của thằng này là mình đều có. Đây chỉ là video chi tiết của một sản phẩm thôi. Đi theo với nó còn có thể là nhông xích, chân ga, tay ga, đồng hồ, ổ khóa, báo điện, sạc, đảo chiều, đèn còi, tùy theo yêu cầu của khách hàng, tất cả đều đồng bộ và được đấu nối sẵn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.